này là quay nấu cá đuối cô Hồng nha các bạn ở Vũng Tàu các bạn. Rồi mình mở ra mình xem ha. Đây. Đây. Cá thì ngon quá nha mọi người. Đây. Rau. Đây một bạn đây. Dần sau vậy các bạn ơi. Mình nghe nói là lẩu cá đuối của cô Hồng này rất là ngon nha. Bạn xem nè. Quán giờ này cũng tương đối là đông đúc nha các bạn.